mà sao thế chứ, có tao đâu mà có tao vậy, chứ tao nó phụ gì. Sao gì video bên trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Trương Như lại tập trung do dịch viêm phổi Vũ Hán đang lây lan nhanh chóng. Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được chính phủ Trung Quốc cấp tốc xây dựng tại Vũ Hán đã chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 3 tháng 2 và được giao cho quân đội tiếp quản. Trên mạng Internet đang lan truyền đoạn video hình ảnh bên trong bệnh viện do một công nhân làm việc tại đây quay lại và đang được thảo luận sôi nổi trong cư dân mạng. Vào ngày 2 tháng 2, Tân Hoa xã đưa tin bệnh viện Hỏa Thần Sơn hiện đã được thi công xong và chính thức chuyển giao cho quân đội, đài ATSK Hồng Kông đưa tin. Quân đội Trung Quốc đã triển khai 1.400 nhân viên đến bệnh viện, được biết bệnh viện có 1.000 giường và bố trí các khu chăm sóc đặc biệt như phòng chăm sóc bệnh nguy kịch, phòng khám đa khoa, kiểm soát miễn dịch, chẩn đoán X-quang cùng các khoa hỗ trợ khác. Con số này cho thấy tương đương với mỗi bệnh nhân sẽ có ít nhất một sĩ quan quân đội giám sát. Ngoài ra, có nhiều video và hình ảnh được đưa lên mạng, trong đó có một video do những người công nhân ở đây quay cho thấy ở hai bên hành lang bệnh viện có phòng cách ly. Cửa chỉ có thể được mở từ bên ngoài và khóa cửa cũng ở bên ngoài, mỗi phòng cách ly có một cánh cửa sắt. Và được sắp xếp một lỗ thông chỉ đủ lớn để chuyển một đĩa ăn và các vật dụng nhỏ từ ngoài vào để ngăn bệnh nhân bỏ trốn. Đoạn video này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng cho rằng thiết kế của bệnh viện rất vô nhân đạo, nó giống như một nhà tù và trại tập trung hơn là một bệnh viện. Quân đội đã tiếp quản rồi thì không có kênh truyền thông nào có thể vào nơi này được, bên trong có xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được. Một số cư dân mạng làm trong ngành y tế chỉ ra rằng trong phòng bệnh không thấy có dấu hiệu của hệ thống cung cấp oxy và thêm vào đó thiết kế thông gió không thông. Người này cho biết đây là nhà tù thì đúng hơn, không phù hợp làm phòng cách ly cho bệnh nhân viêm phổi, bệnh nhân ở đây chỉ có thể dựa vào sức miễn dịch của tự thân. Gắng vượt qua thì sống sót được, không thì sẽ bị chết. Một số cư dân mạng đại lục bình luận căn phòng kết cấu giống như một phòng thí nghiệm. Sống qua video tôi nghe thấy là cánh cửa không thể mở từ bên trong mà chỉ có thể mở từ bên ngoài. Cuối cùng tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu Thang Sơn, nơi điều trị các bệnh nhân xác. Nếu sau khi dịch bệnh kết thúc để cho người ngoài vào tham quan bệnh viện này thì chứng tỏ nó không có gì mờ ám, còn nếu nó bị phá hủy ngay sau khi dịch bệnh kết thúc thì nghĩa là có vấn đề. Một số người ở Vũ Hán nghi ngờ rằng mỗi bệnh viện tăng thêm 1.000 giường cũng sẽ không thể ứng phó được trước tình hình dịch bệnh. Người dân đặt câu hỏi về thiết bị phòng bệnh gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã mở một trong những phòng bệnh mẫu của bệnh viện cho giới truyền thông vào tham quan. Một số người đặt câu hỏi liệu tất cả các phòng bệnh có được trang bị các thiết bị hoàn thiện hay không? 500 phòng bệnh yêu cầu phải có 500 máy thở. Câu hỏi quan trọng là liệu tất cả các phòng bệnh có được trang bị giống như phòng mẫu mở cho tham quan hay không? Hiện giờ chẳng phải đang thiếu khẩu trang sao? Thực sự liệu có đủ vật tư để trang bị cho tất cả các phòng bệnh như thế không? Vào ngày 3 tháng 2, Ủy ban Y tế Vũ Hán đưa ra thông báo với hình thức hỏi đáp, trong đó đối với câu hỏi bệnh viện Hỏa Thần Sơn có phòng khám không? Người dân có thể tự mình tới bệnh viện để khám được không? Ủy ban đã nhắc nhở công chúng không nên tự mình đến bệnh viện Hỏa Thần Sơn khám bệnh. Nhiều người cho rằng điều này chứng tỏ bệnh viện không có phòng khám. Năm 2003, hội chứng hô hấp cấp tính nặng sắc đã bùng phát ở Trung Quốc. Chính quyền cũng đã xây dựng bệnh viện Tiểu Thang Sơn chỉ trong vòng 7 ngày dùng để cách ly bệnh nhân. Tuy nhiên, ở Trung Quốc đại lục lưu truyền thông tin rằng ở bệnh viện này chỉ có vào mà không có ra. Sau khi dịch xác qua nó,